Vâng, em Tùng Nguyên hôm nay giới thiệu cho tất cả các bác một cặp loa full 40 em gửi cho một bác khách ở trên Long Biên, Hà Nội. Thì bác khách này ở Thái Bình, bác này nằm ở Long Biên và em sẽ cho xe ôm chở thẳng lên đấy cho bác ý. Và cái cấu hình này là thùng loa JBL715, đây là cái lưới sắt của nó đây này, được dàn chống bụi các bác nhé. Và bác của nó là Tubosonic và tép của nó là DE900S. Thì các bác xem ở đây, thì cái dòng turbo này là hãng của Turbo từ 190 con 86. Bác ấy mua về cho ông già ở nhà dùng, thì nên là em sử dụng bát thường và tép leo. Rất hay nghe nhạc, thi thoảng hát. Đấy, bác ấy thích từ leo, nhưng mà em mà từ leo thì nghe mà để mà trong gia đình thì nó không hay đâu. Vì là nếu như ta mà nghe nhạc thì cái tiếng từ leo nó sẽ ít bát. Đấy. Con này của nó có công suất là 800W. À, công suất lên mắc lên tới 1300, trở kháng là 8 ohm. Có mã là J6015, đi bác có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Từ 190 và côn 86 nhá. Mang số seri này. Xương hình chữ X nhá. Cái bản này của nó ấy, thì từ rất là dày. Các bác nhìn này, nhìn này. Có tem 7 màu này, cái viên từ nó dày cộp luôn. Dâu được bọc dây điện này, cổ côn đánh keo sữa này. Màng có xếp ly thì các bác nhìn thấy rồi, gân 2 gân. Đặc điểm cái dòng turbo này, tất cả các loại bát thì cái gân của nó là gân vải nhưng nó rất là mềm. Để nó không cứng như các cái gân khác. Cũng là gân vải nhưng nó lại mềm hơn các cái gân khác. Đấy. Và đây là phân tần 8015, có hai chỉ nhôm, có bo chống cháy. Bo chống cháy này có mã DC75. Còn phân tần này có mã là 8015 nhé. Phân tần vỏ thùng gỗ ván ép sơn sần, đi làm sự kiện thoải mái luôn. Bền, bên trong thùng đây. Và cái củ tép của nó, các bác nhìn củ tép này, con này là tép DE900S này. Tép DE900S. Đấy. Tép DE900S và cái lõi bên trong bằng kim loại này. Cái khe từ viền đồng này. Các bác lưu ý cái tép DE900S ở trên thị trường đang có một số người bán thì nó cũng là tép nghiền khối rồi tép là bi, nhưng mà nó không phải do công ty này sản xuất đâu. Cái đợt mới đây thì cái thau đồng nó sẽ to hơn một chút, còn cái thau đồng này nó nhỏ, các bác nhìn này. Cái nhỏ hay cái to không quan trọng, quan trọng là cái công nghệ vẫn ở cái công ty cũ nên là chất lượng các bác nhá. Cốc nhôm vì là cái mẫu tép là được nhiều người bán và được nhiều người khen hay, thế nên là bên Trung Quốc người ta sẽ nhái ra các cái mẫu nó giống như thế này. Còn đâu các bác mua hàng thì cứ mua chuẩn cửa hàng thì sẽ được cửa hàng yên tâm để sử dụng. Lõi bằng kim loại, tép này DE900S nhé. Đây các bác nắp củ tép này, DE900S. Rồi mã tép này DE900S. Đấy, cặp loa này thì có giá trên 10 triệu một chút. Anh em mà có nhu cầu đặt mua đôi full 40 từ cái vỏ thùng, bát chét, phân tần đều là hàng cao cấp thì cứ liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng các bác nhé. Các bác mua hàng, ví dụ như mua bát, mua chép, mua phân tần, mua vỏ thùng, em sẽ ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện. Các bác nào gần thì em sẽ chuyển thẳng lên. Các bác nào ở xa thì em gửi bưu điện cho tất cả các bác. Các bác có nhu cầu mua một đôi loa giống như thế này, cứ liên hệ trực tiếp cho em. Còn hàng này, nếu như bát thường và chép leo như thế này, ngoảnh rất là tuyệt vời. Con chép này là loại chép hay nhất và con bát này cũng là loại bát hay nhất. Phân tần cũng là loại xịn nhất cho tất cả các bác cùng chơi nhá.